tay. Cứ mang trôi theo hết đi, cứ loanh quanh tâm trí tôi luôn nổ tung muôn quả tim này. Và gió cuốn hết những giọt sầu, bám yêu tư bao trái ngang. Sao vô duyên em cứ vô tâm bỏ đi quên mãi tôi vậy. Hi, chào anh em vào chị ở lượng mình nhà Tờ Lù SG8. Rất vui quay trở lại các bạn trong ngày hôm nay với một giọng hát gọi hay hơn hôm trước đúng không? Chắc chắn rồi. Hôm nay thì mình làm video giới thiệu với các anh em về cái gói Limited Gift Pack, một cái gói mà có giá là khoảng 45 đô la cho một gói với 3 hộp quà. Mỗi tuần thì nó cũng sẽ chỉ thay đổi với nhau, chỉ thay đổi khác nhau một chút về cái võ sĩ nhận được thôi. Chứ còn đâu thông tin của cái gói nạp này thì mình vẫn post mỗi lần nó ra mắt ở trên phần group để các anh em có thể tham khảo. Nhân tiện nạp cho các anh em có cái số bí danh là 1270 chấm đuôi 059 này thì mình review các anh em về cái gói nạp này, cũng như là giúp bạn ý lựa chọn vật phẩm trong cái gói nạp đấy theo những cái vật phẩm nào là tốt nhất các bạn nhá. Đấy thì ở đây thì mình đã nạp tối đa được là 3 gói, mình nạp 2 gói rồi. Thì ở đây thì cụ thể nó bao gồm các vật phẩm như sau, nó chính là cái gói như sau. Gói thứ nhất là các bạn đây các bạn mình cho các bạn nhìn rõ đấy, Owat với cả Saki nhá. Đấy đều có sự lựa chọn. Đấy, gói này hay không? Đấy, các bạn nhìn đều 2 này, đây 2 này, đây 2 hết này, đấy đều nạp 2 lần rồi. Đấy thì nó bao gồm các vật phẩm như sau. Vật phẩm thứ nhất là cái nào không hay các bạn nhá. Đây ba cái này các bạn ạ. Cái này không liên quan các bạn nhá. Cái này không liên quan, cái này là gói nạp từ cái event Tiêu Kim Cương lần trước các bạn ạ. Từ Tiêu Kim Cương lần trước phải là gói nạp đây, event gói nào là đây, bộ ba cái này các bạn nhá. Đấy, cụ thể như sau. Gói thứ nhất là các bạn, hộp thứ nhất là các bạn sẽ có cơ hội lựa chọn một trong 3 vật phẩm sau. Và mình nói luôn thì đây là đều các vật phẩm cực kỳ ngon các bạn nhá. Bấm vào hình thì các bạn nhìn thấy rõ. Nó là 50 mảnh Owat, 50 mảnh hồn vũ khí Owat, hoặc là 50 mảnh Psyche hoặc hồn vũ khí Psyche. Đấy, các bạn lưu ý chỉ được chọn một trong 5 vật phẩm này thôi nhá, chứ không phải là chọn tất cả. Hoặc là 10 mảnh ran đỏ. 10 mảnh ran đỏ này thì không thể lắp được bột ran đỏ mà cần tới 15 mảnh cơ. Nghĩa là các bạn mà là full cả 3 gói thì các bạn sẽ có cơ hội nhận 150 mảnh này, 1,5 cái hồn vũ khí này, tương tự như vậy đối với Psyche, và 2 cái ran đỏ ứng với 30 cái viên này, 30 mảnh này. Đây cũng là vật phẩm giá trị nhất và gói quà cái hộp gói giá trị nhất. Đấy, cái hộp số 2 là hộp về hồn hiệu hồn sách thì các bạn có cơ hội lựa chọn hồn hiệu hoặc hồn sách. Đấy, các bạn lưu ý đây cũng là 5 chọn 1 nhá. Đấy, các bạn chỉ được chọn 1 trong 5 kiểu này thôi. Đấy, nên mình nói thật là các anh em nào mà không phải đại gia, không phải nạp tốt ấy, thì các cái này nó thiếu. Chứ còn đâu mấy ông nạp nhiều, cái này nó dư nhiều lắm các bạn ạ. Hoặc là 5 cái viên đá này. Đấy, thì mỗi viên đá này bán ở shop trị giá là 400 kim cương. Còn mỗi cái hồn hiệu hồn sách này thì bán ở trong shop thì nó có trị giá là khoảng độ 1.500. Đấy, 5 x 5 là 25, 54 là 2.000 đúng không? Đây 1.500 rõ ràng là mình nghĩ là 5 viên này nó sẽ có giá trị hơn các bạn nhá. Đấy, còn đâu tùy thuộc các bạn thiếu sách gì thì các bạn lắp tạm mà thôi. Đấy, còn đâu không thiếu quyển nào thì hãy mua đá. Còn cuối cùng là cái vật phẩm mà theo mình là giá trị của nó thấp nhất, đó là các bạn có thể chọn đồ ăn hoặc là 1.000 cái hộp đá răn tự chọn này. Răn tự chọn này, lời điểm đầu thì các bạn có thể thấy là nó hơi bị lệch giữa các loại đá răn. Ở đây thì ạc này chưa lên đến level 90 nên là chưa mở cái tính năng đấy. Nó ở trong phần răn các bạn ạ. Đây lên 90 mới có răn nhá. Nó ở trong cái phần thức tỉnh răn. Đấy, thức tỉnh run đấy. Đấy thì các bạn sẽ mới thấy được. Nhưng mà mình nói luôn cái vật phẩm đấy có thể kiếm được miễn phí ở trong chế độ quét thường và quét màn chính, nên là các bạn đừng dùng cái phẩm đấy đổi. Cụ thể như sau thì các bạn sẽ đổi những cái gì thì mình xin nói luôn để các bạn nắm được như sau. Đầu tiên là cái gói thức ăn này thì các bạn đổi cho mình một trong 2 loại này. Đây là của thần bài, còn đây là của Seki. Để chắc ăn hơn thì mình sẽ vào mình kiểm tra các bạn nhé. Hãy xem chúng nó ăn cái gì. Đây các bạn vào cho mình phần thức ăn. Đâu rồi nhỉ? Horror Frame là thức ăn. Đấy thì các bạn sẽ kiểm tra ngay. Đấy đúng không? Ông này biết ngay mình ăn chocolate mà lại. Đấy. Còn ông nào nữa nhỉ? Ông vừa rồi là Saki rồi. Đây Saki. Đây các bạn nhìn ăn thịt lợn chưa? Đấy roast pig, chả biết là lợn quay hay lợn gì. Đấy thì với hạc này thì chỉ chơi thần bài mà không chơi Saki thì mình sẽ lấy thức ăn các bạn nhá. Đấy, thức ăn thì sẽ làm cho uy lực của nó tăng vọt lên. Đấy, 100 hộp thức ăn này là tăng được hơi nhiều đấy các bạn ạ. Mạng hơi lát một xíu xíu ấy. Nhanh như nào. Nhá nháo á. Đây mấy vạch, hai vạch cái chuyện ít gì đâu. Eo chơi nhau ghê. Được rồi đấy. Ê cay như này. Ô hay. Lạc cha đúng lúc tẹo gì. Ôi mất mạng luôn các bạn ạ. Phải thật. Bắt nhà hàng xóm giờ này. Không thể kết nối. Hai nhà hàng xóm này mình lâu mình máy này mình chưa xin. Mình chưa xin mật khẩu. Rồi tắt đi vào lại xem nào. Cay thật đấy. Được rồi. Thôi các anh em ở đây chờ xíu nha này, điên thật đấy. Ấy các bạn đấy lựa chọn cho mình phẩm như thế nhá. Còn cái hai kia mình nói luôn là đấy, bạn nào chơi xe ki thì bật nhận. Cái thứ hai là cái hồn hiệu hồn sách thì mình nói luôn là mình sẽ check các hồn vũ khí ở đây xem bọn này đủ hồn vũ khí chưa. Kết quả các bạn thấy rồi là tất cả đều có hồn vũ khí rồi, thế nên là mình sẽ không lấy hồn vũ khí nữa. Đấy, mà mình nhất quyết là mình sẽ chọn cái đá răn này các bạn nhá. Đá răn này mình nói thật không bao giờ các bạn đủ ở đâu. Đấy, bây giờ chưa phải lúc đủ đâu, chơi mãi mãi về sau thì nó mới thừa ra, chứ bây giờ thì các bạn còn thiếu nhiều lắm. Đấy, nên là đấy các bạn chọn cho mình một phẩm này. Chú Aki cũng nói với mình là cũng không có cái sự thành thạo về tiếng Anh, nên là cũng không biết là mở lấy vật phẩm như thế nào mà nó có cái gì, nhờ mình làm video lấy hộ luôn một thể. Đấy nhắm tiện mình mở luôn. Còn các anh em nào không dành tiếng Anh thì mình nghĩ là lên học một tí tiếng Anh, chơi nó dễ mà. Đấy. Ví dụ cái này nhá. Choose là chọn nhá, Chooser 14 APT là tư chất 14 các bạn nhá. Fighter là võ sĩ nhá, còn đâu Frag là mảnh các bạn nhá. Đấy, thì còn đâu các bạn không rõ các bạn cứ bấm vào thôi, đúng không? Đây nó không cho lựa chọn thì cứ bấm thôi. Đấy, còn đây là mảnh cho tư chất 14 ở dạng là tự chọn. Đấy, nên thành ra mình nói là tư chất 14 bây giờ coi như là free vì nó cho những cái mảnh như thế này. Eo, chơi ghê. Sao ngồi dưới nhà cái thỉnh thoảng lại rút dây mạng hay sao ấy. Ok. Mình vào trong nhà tí nữa nhá, chạy đầu hè cái mạng lắc quá. À đây là coi đây. Hãy chuyển chỗ cả tí các bạn nhá, ra nó gần mình wifi rồi. Rồi cuối cùng vật phẩm quan trọng nhất đó là vật phẩm liên quan tới hồn vũ khí, mảnh võ sĩ hay là đá răn. Đấy, thì mình nói thật là các bạn nó còn tùy thuộc vào từng người chơi. Đấy, với hàng này thì sao, ở đây có hồn vũ khí rồi các bạn này. Đấy, chúng ta xem có lục bôn hay chưa các bạn nhé. Các bạn lưu ý một hồn vũ khí trị giá của nó rơi vào khoảng độ 15 đến 18.000 kim cương. Đấy, sau khi đã trừ đi các phí khác rồi, trong khi trừ đi các vật phẩm khác lung tung rồi thì còn giá gần đấy, even tiêu kim cương đấy. Đấy, thì ở đây mình xem nâng cái bát môn chưa thì đặc này rất là ngon, nâng cái lực lục bôn rồi. Đấy, nhưng mà thành ra là không cần mảnh cũng như là hồn vũ khí nữa. Thời điểm này thì Psyche cũng có lẽ là cần thiết cho team này, vì nó sẽ kích được con Shunai lên đến cái tầng cao nhất, sức mạnh cao nhất. Nhưng sắp tới thì Psyche đưa vào đội hình thay thế cho Tung chẳng hạn thì nó lại không đạt được cái hiệu quả tuyệt đối. Thứ nhất nó làm cho ạc này không còn meta nữa. Đấy, thứ hai là nói thật một bình Shunai cũng không thể tạo lên cơ sự được, nên là Psyche sẽ không về đội hình. Thay vào đó thì chúng ta sẽ lấy cái mảnh răn các bạn nhé. Đấy, cái răn này thì mình nói thật là ạc mặc dù chưa đến cái tầm dùng tới răn, nhưng các bạn chuẩn bị trước không bao giờ là thừa cả. Như vậy tổng ạc này sẽ có 60 mảnh răn, ứng với nó là 4 viên răn đỏ. Đấy, thì 4 viên răn đỏ này gần được một cái full một võ sĩ nào đó rồi. Đấy, sau này các bạn có một võ sĩ nào đó cánh tim thì các bạn hoàn toàn là có thể gắn cho nó. Đấy, còn tất nhiên mình nói thật là cái chặng đường mà để các bạn full đỏ ấy, cho toàn bộ 6 võ sĩ nó dài lắm, chưa biết được hay không đâu. Mình chơi đến gần 2 năm rồi, ạc 550 mấy ngày rồi mà mới full răn đỏ đấy như là 2 con hay sao, hay 2 con rưỡi đấy. Đấy, thì ạc này ở server chả biết 6 mấy 7 mấy, còn chưa có răn. Đấy thì mình nghĩ rằng cái việc mà full một viên răn từ bây giờ là khá lắm rồi, 72 các bạn này. Đấy, mới chơi có bao nhiêu ngày thôi. 165 ngày thôi, chưa được nửa năm, đúng không? Thì các bạn hãy thấy là đấy, như thế là tốt lắm rồi. Các anh em chơi cái run này nó khó kiếm, từ từ nhá. Mà đây các bạn nhìn thấy ạc này nạp phết đấy chứ không phải đùa đâu. Đấy, còn những bạn nào không có điều kiện nạp thì mình nói thật là chắc là chờ Battle Pass ấy, hoặc là những cái event. Ví dụ nhà event sinh nhật đợt tới nó sẽ bán run đỏ thì các bạn dùng kim cương mua cho mình. Đấy, còn anh em nào mà đấy có điều kiện nạp nhảy thì các bạn sẽ được dùng kim cương để vào việc khác. Đấy, còn việc khác là việc gì thì còn tùy thuộc vào cái độ nhanh trí của công nhá. Đấy, như công lại dùng mấy lấy ví dụ đua boss sai chẳng hạn. Đấy, nhiều bạn không nhất thiết phải cần Athena, không nhất thiết cần Rapetto nhưng mà các bạn vẫn lấy thì mình nói thật là sai lầm. Hoặc đang trong lần này đang có cái sự kiện hồn nạp kép 1 trong 2 con này, team của các bạn không thật sự cần nhưng các bạn vẫn lấy thì các bạn nói thật đi tong ngay. Mỗi gói nạp này thì nó rơi vào khoảng hơn triệu. Đấy, còn cả 3 gói là hơn 3 triệu. Đấy, các bạn thấy rất đắt mà 3 gói mới được có 2 viên răn đỏ thì các bạn thấy rất đắt chẳng khác. Mà các bạn chỉ cần tiêu sai một con này thôi, còn mình nói thật các bạn mất cái 3 viên răn đỏ luôn. Đấy, khoảng 20.000 một con này mà các bạn, trong khi đó 1 viên răn đỏ nó chỉ có giá hơn 7.000 thôi, 7.000 thôi, chưa đến 7.000, 6.888 kim cương trong event sinh nhật năm ngoái các bạn nhá. Còn năm nay thì mình không chắc là bao nhiêu kim cương. Đấy thì các bạn lưu ý, mà nó là có tiêu kim cương đi kèm thì giá của nó thấp hơn, chắc chỉ độ khoảng hơn 5.000 tí thôi. Còn sức mạnh run đỏ như cái thế nào thì các bạn tra cho mình trong các chuỗi video mình đã làm về run. Nó thay đổi lực chiến kinh khủng khiếp các bạn ạ. Tất nhiên sức mạnh của nó khi run nó nổ nó cũng vượt trội so với run vàng. Đấy, giá của nó đắt mà. Nó còn đâu thì mình sẽ mở lốt những cái phần túi đồ. Thể lực thì các bạn lưu ý không bao giờ được mở các bạn nhé. Chúng ta, mình xin lỗi, ngoại trừ event sinh nhật ra các bạn không bao giờ mở. X2 màn chính cũng không được mở đâu. Halloween Week chỉ đừng có mở vì vật phẩm của nó không ngon bằng sinh nhật. Các bạn lưu ý, event sinh nhật tới thì mình cũng bắt đầu xả thể lực, mình có mấy nghìn thể lực cơ. Chứ hôm nay mới có 6 hộp nha, 600, không, chưa ăn thua, tích này chưa ăn thua. Còn những cái như mảnh vạn năng, dương tỷ lệ mảnh vạn năng này các bạn cứ mở tẹt đi cho mình. Những cái dương này thỉnh thoảng ngứa tay vào mở hết đi, nó không có cái gì gọi là đột biến đâu. Đấy, quá ao cá ao kiếc, cái này thì từ từ đúng không? Đấy, sau này các bạn chơi viện trợ nào trong 4 viện trợ này thì mở, còn không thì thôi. Mình nhắn tật cũng chắc là cũng khó đấy, mấy cái đồ này free chắc là chưa chắc đã dùng tới đâu. Đấy, thôi cứ để đấy các bạn nhá. 1 trong 4 mảnh hồn vũ khí Orochi, Dugo. Đây là cái gì nhỉ? Thần gió gì đấy, Konit. Còn đây là Gi. Đấy, chắc là mình sẽ dùng viện trợ Gi các bạn ạ. Mình cũng có một cái hồn vũ khí của con Gi này free. Đấy, tiếc thì chắc là chơi thôi. Đây đồ hiệu hồn sách thì tùy thuộc vào trong lúc lâng môn hoặc là lấy võ sĩ về mà các bạn thiếu sót thì hãy dùng 2 cái này. Một cái là hồn hiệu tự chọn, còn một cái là hồn sách tự chọn các bạn ạ. Đấy, trông rất bắt mắt đúng không? Đấy, full 8 loại sách và 8 loại hồn hiệu à? 6 loại hồn hiệu các bạn ạ. Đấy, các bạn lưu ý đấy cách dùng nhá. Rồi về phần máu Orochi và sách hồn lực 5 thì mình khuyên các bạn là lên để dành làm một cái gọi là vét mèo. Đấy là với những người chơi mà có thể hụt mèo giống như hạc này. Có thể hụt mèo được hạc này không nhỉ? Hơi khó, mình nghĩ không hụt mèo đâu. 45.000 mà chúng ta còn 4 ngày nữa, nhận thêm một vật phẩm nữa thì mình nghĩ rằng rất là dễ dàng để đạt được trên 48.000 kim cương. Đấy thì các bạn mua cho mình cái máu này nhá. Cái video này thì mình không mua vì biết đâu chuột đen quá đen đấy các bạn ạ, thì 48.000 kim cương vẫn thiếu một tí đấy. Đấy thì đây sẽ là chỗ bù nốt. Đấy, ngoài ra bạn ấy cũng chưa dùng đến máu này thì thôi từ từ vậy. Chứ trong 2 phần này thì các bạn đổi cho mình máu là lợi hơn một chút về mặt kim cương nhá. Đấy. Với túi đồ tiếp theo là túi đồ về đá này và kim cương thì mình vẫn nói là đá này là 400 kim cương 1 viên, trong khi đấy là đổi 300 nghĩa là 2 viên, nghĩa là đây sẽ là 600 kim cương. Rõ ràng chúng ta phải chọn đá, không có một chút thì phân vân cả các bạn ạ. Chắc chắn mà mình chọn vừa rồi là đúng đắn. Còn mảnh này thì tùy thuộc vào việc là các bạn đang thiếu mảnh con nào hoặc là cần nâng lên nhị môn con nào thì các bạn cân nhắc. Đấy, mình không rõ hạc này cần nâng nhị môn con nào nên tạm thời để đấy. Tương tự như vậy với hồn vũ khí. Đấy, sau này thì mình nghĩ rằng bọn này nó sẽ vào viện trợ. Đây là của Terry 2K3, đây là của Mr. Karate. Đấy, đây là của thằng Robert 2K2. Đấy, thì cặp long hổ này sau này rất nhiều người ở bên nước ngoài người ta cho vào viện trợ. Đấy thì các bạn cân nhắc lấy 1 trong 2 cái này. Hoặc là viện trợ Athena. Viện trợ Athena thì nó Athena 102 đấy các bạn ạ. Thì nó ra rất là sau, ra lâu hơn rất là nhiều so với cặp long hổ. Đấy, thì bạn nào mà có ý định dùng thì cũng thể dùng được. Mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn cặp viện trợ long hổ đấy, vì nó là viện trợ ra sau mà. Đấy, Kula thì chắc là ít người dùng, rất ít người dùng Kula. Đấy, cái đấy thì trông chờ viện trợ các bạn nhé. Câu tiếp theo là hồn hiệu hồn sách thì tương tự như 2 hồn hiệu hồn sách ở trên này. Chưa dùng tới thì cứ để ở trạng thái chờ đấy cũng được. Đấy, thì các bạn học cho mình vài cái cụm từ mới như sau: page, là hồn hiệu đúng không? Tom là hồn sắc, hoặc là ngược lại là dự mình không nhớ page là hồn hiệu hay Tom là hồn sắc đâu. Chỉ biết là hai cái này, một thằng hồn hiệu, một thằng hồn sắc. Thế thôi đúng không? Cần gì phải nhớ nhiều, biết thằng hồn hiệu, thằng hồn sắc thế được rồi. Đấy, còn bấm ra đây là hồn hiệu các bạn này, đây là hồn sắc này. Như vậy Tom là sách các bạn nhá. Tom là sách. Đấy, còn chỗ này là page là hồn hiệu các bạn nhá. Đấy, các bạn thiếu cái gì các bạn lấy cái đấy cho. Hộp này, cái hộp này ngon, mở ra không giải quyết. Để im các bạn ạ. Đấy, túi đồ nó nhìn công kênh một tí. Đấy, nhưng mà đến lúc bạn dùng ấy, nó là dùng đến cái gì là cần cái đấy ngay, chứ không cần phải chạy vậy hay là lại phải đi vơ vét và gỡ hết ở đâu ra. Nó vừa mất thời gian mà lại tốn kim cương gỡ, mỗi lần mất 30 kim cương. Ở đây là răn cam và phím đỏ. Đấy, sẽ có rất nhiều người phân vân. Đấy, thì răn cam thì một viên răn cam này thì giá của nó rơi vào khoảng độ 600 kim cương. Còn một cái phím đỏ này rơi vào khoảng 400 kim cương. Thành ra là phím đỏ xét về mặt kim cương là có lợi hơn. Nhưng răn cam này sau này thì nó cũng được bán trong event sinh nhật với giá là đấy khoảng 688 kim cương một viên, mà các bạn mua 10 viên khá là dễ. Còn phím này ấy, thì nó sẽ bán với giá là khoảng 500 kim cương cơ. Đấy, chứ không phải là rẻ đâu. Như thế trong trường hợp này phím đỏ sẽ có lợi hơn. Nhưng đấy, cái gì thì cái, nhưng mà nó phải có nhiều mặt. Phím đỏ đấy là ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì phím đỏ lại có trong shop này các bạn ạ. Đây, đây, đúng không? Đấy, đây mình nói thật, sau này phím đỏ nó sẽ là free. Sau này chứ không phải bây giờ các bạn ạ. Đấy, thành ra là trong trường hợp này mình sẽ lại chọn. Đâu rồi? Trong trường hợp này mình sẽ lại chọn răn cam các bạn nhé. Tại vì, thời điểm trước level 90 thiếu răn cam cực kỳ nhiều luôn các bạn. Đấy, không bao giờ đủ răn được đâu. Cả răn cam còn thiếu, nói răn đỏ. Đấy các bạn ạ. Đấy, nên là ạc này chia vào 90 phải ưu tiên chọn răn trước. Đấy, còn phím bây giờ kiếm được free rồi. Còn đây là cái gì, hồn hiệu cuốn sách này. Đây là mảnh võ sĩ. Đấy, thì mình nói thật, những cái con này nó cần vào là cần kích duyên ngầm, đúng không? Mình xin lỗi, nó là kích duyên đổi. Nhưng thật sự để lấy 150 mảnh và kích bọn này lâu lắm thì các bạn, mình khuyên thật là lên chọn mảnh vạn năng. Nếu như mùa muốn túi đồ của nó nhìn nó gọn mắt. Này xem còn bao nhiêu mảnh vạn năng, là 51 mảnh. Đấy, bao giờ thiếu mảnh vạn năng thì các bạn lấy nhá. Chứ còn đâu mảnh võ sĩ này thì mình nói thật là kích được cái duyên ngầm của nó là duyên đổi của nó là hơi bị khó đấy. Đấy, 150 mảnh này là cũng hơi khó đấy. Và sau này thì mình đang chờ đợi bọn này nói chuyện trong cà phê. Ở hiện nay thì còn duy nhất là ở xe vũ quốc tế là bọn tư chất 15 chưa có trong cà phê. Đấy, tư chất 14 thì được nhận free trong cà phê rồi. Đấy, 90 ngày được một con. Đấy, thậm chí sớm hơn khoảng độ 60 ngày thôi, 2 tháng thôi là được một con. Đấy, còn bên này thì nó trước 14, trước 15 thì chưa có. Thành ra là mình đang chờ đợi cái bản update tiếp sắp tới. Đấy, thì nó sẽ update tư chất 15 ở trong cái cà phê vàng, cà phê kim cương ấy các bạn ạ. Đấy, thì nó ngon. Đấy, thì đỡ phải dùng những cái mảnh này, thay vào đấy đổi thành mảnh phản năng. Đấy, mà mình nói tập cái bộ duyên ngầm của nó kích thì chưa chắc đã liên quan lắm đến nhau đâu. Đấy, con nào bạn dùng thật là lâu dài thì hãy dùng. Mình lấy ví dụ trong đội hình này có con em xuống đây lục môn chưa? Thứ môn cũng dùng một lâu, có hai con này dùng một cực kỳ lâu bạn này, còn con này chắc chắn là sẽ thay đi này. Thì các bạn đừng quan tâm đến duyên con này làm cái gì cả. Thế mà cái con không cần dùng lại full duyên, hết cay. Đấy, con Sion này sẽ dùng được rất lâu này, 568 môn đấy. Nhưng mà nó lại hai con át và Psyche. Mò đến bao giờ? Đấy, ông này không dùng mấy lại full chuyên. Em căng, thằng này team thằng hạt nhất thì cũng không full duyên, cũng không giải quyết được vấn đề. Đấy, trong team này thì cần 1 này, 2, 3 con này là cần cực kỳ full duyên này. Đấy, nhưng con này ngon là full duyên gọi này. Ngoài thuộc lắm team nhờ. Đấy, con này cần full duyên này, thì cái duyên đầu này đấy thì các bạn có thể lựa chọn cho mình Ash cũng được. Không, nhưng mà Ash thì lại làm ở trong gói quà VIP. Đây, đâu rồi? VIP 12 mới có à? Đấy. Thêm 8.000 kim cương nữa thì mình nói thật nó cũng chả chậm đâu mà. Đấy, mình còn một gói này chưa nạp nữa thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu? 45 đô thì nó rơi là đây, nó tương với 2.000 rồi. Thì mình nói thật là triệu khoảng độ 2 đến hơn tháng nữa, thì chắc là hơn tháng thôi. Tháng sau ông ấy làm thêm phát này nữa, đúng không? Kèm thêm với siêu lễ tức của Battle Pass nữa là mình nói thật là đủ mua con Ash. Thì kích duyên nốt cho thằng thần bài này full duyên gọi nha. Đấy, thành ra là cũng mới nói luôn là mình chọn mảnh vạn năng luôn cho đỡ lằng nhằng, đỡ chọn nhầm lẫn. Đâu rồi? Đây các bạn ạ, xem vừa mới thiếu mảnh vạn năng nhiều lắm. chả có mà dùng thôi, nhưng không có tiết kiệm được đâu. Rồi các sản phẩm tiếp theo của nó bao gồm như sau. Đây là skin, nói như nhau thì các bạn thích hình nào các bạn chọn cho mình hình đấy, chứ nó không giải quyết được vấn đề các bạn ạ. Đấy, đều là skin vĩnh viễn nhá, mà hội này thường không dùng đâu. Đấy, có lẽ mình sẽ dùng cao nét, vì sau này ạc này mình nghĩ rằng phải tiến tới viện trợ cao nét để nó búp cho dòng hỏa. Đấy, hình như có rồi hay sao ấy, ông ấy có rồi hay sao này thấy nó. Ê chết tôi rồi, ác ông ấy có rồi mà mình lại không để ý nhỉ. Nó trả về hòm thư à? À chưa có đúng không? Thế mày bảo là nếu có rồi trả về hòm thư. Thành ra mình tưởng là nó có rồi, chưa có các bạn ạ. Đâu rồi, bây giờ thành có các bạn nhá. Đâu rồi, hay là chưa có võ sĩ luôn ấy. Từ chất 14 này server cũ thì chắc chắn là có rồi, nhưng server mới là chưa có đâu các bạn ạ. Chưa có thật các bạn ạ. Kill Flame chưa có. Đấy. Thì khi nào nó có này, có Kill Flame thì à quên, đấy là Kill Net chứ Kill Flame. Lộn xộn ghê. Đấy là Kill Net. Kill Net thì chắc chắn phải có rồi, chuồn đâu rồi. Hãy đưa viện trợ các bạn nhá. IORI cũng chưa có skin đâu. Đây fashion các bạn này. Đây đúng không? Thế mà nó không cho dùng luôn. Đấy, các anh em thấy đẹp trai ngay. Đấy, con này cái skin này mình thấy rằng hơi củi. Cái skin trước đó là cái skin Noel của nó, skin mùa đông của nó ấy, tăng tỉ trí mạng còn ngon. Hàng này tăng thêm 150 uy lực. Bình thường quá nhé. Đấy, ok. Đẹp không? Wow, đẹp thật đấy. Với nói chung thì trong chuyện này thì có con về nhân vật lam này có KYO và có IORI, đều là những cái con võ sĩ cực kỳ đẹp. Với KYO thì là phong cách đẹp theo kiểu gọi là đẹp theo kiểu gọi là theo kiểu gọi là kiểu đan trường ấy, tức là cái kiểu thư sinh nho nhã các bạn ạ. Đấy, còn một kiểu vẻ đẹp nữa mà con gái mình nghĩ là thích hơn, mình cũng thích hơn đấy. Đó là kiểu vẻ đẹp theo kiểu của IORI các bạn ạ. Một số bạn hãy đọc là Lori này, mình rất thích đọc là Lori. Đấy, dễ hơn đọc là IORI. Đâu rồi nhỉ? Không phải thằng này biến hình người chơi gì. Đâu rồi? Đây này các bạn này. Ai các bạn trông cool ngầu chưa? Đấy, skin của nó nhìn cũng đẹp các bạn. Hai, đeo mắt kính nhức đàng hoàng, bấm nhầm mua kim cương chết. Đấy các bạn nhìn này ngon không? Đấy. Đấy. Thật ra là các bạn nhìn thấy ngay cái bộ trang phục ở trạng thái skin cơ bản thôi, nhìn cũng đã đẹp rồi. Đấy các bạn nhìn. Đấy, các trang phục của nó đều rất đẹp luôn. Đấy, mình nói thật, nhà phát hành nó đầu tư cho con này luôn. Mình đánh giá là con IORI này về trang phục, trang viết là đẹp hơn hẳn so với thằng Kionet này. Đấy, thằng này mặc áo này vẫn không đẹp bằng IORI cơ bản các bạn ạ. Đấy là cái yêu thích của mỗi người nhá. Đấy, còn đâu về nữ sắc thì mình không dám bàn nhiều đúng không? Để video khác. Hôm nay bàn về riêng hai con này đã. Còn ông này thôi thì ông này thôi. Đeo khẩu trang thì vẫn hở hay sao ấy. Đấy, thằng này là không phải đeo khẩu trang đâu các bạn nhá. Thằng này là da nó đen này thôi nhá, nó hay nó quấn băng này thôi nhá, chứ không phải đeo khẩu trang thôi nhá. Mày đừng có lừa nhá. Đấy, dịch giấc này mày khẩu trang không đeo cẩn thận nghiêm chỉnh. Đấy, vẽ cái hình đen đen thì lừa người khác tưởng là đeo khẩu trang. Đâu nhỉ? Tra lốt túi đồ đây xem còn cái gì mình mở lốt cho bạn đấy. Đỡ nhầm lẫn. Ở đây một hiệu sách đây, 35 cái này thì nó sẽ có hai sự lựa chọn, một là chìa dương thần, hai là mảnh tinh chất 14. Đấy, thì mình nói luôn là mình sẽ chọn chìa dương thần vì đợt tới nó sẽ có event chìa dương thần. Còn mảnh tinh chất 14 này biết là sẽ thiếu nhiều. Đấy, nhưng mà sắp tới nó nói chung vào ngày thường nó sẽ có nhiều event để kiếm được cái mảnh tinh chất 14 này lắm. Chìa dương thần thì khó kiếm hơn. Mà sắp tới phải dùng rồi, dự kiến lượng chìa dương thần phải dùng lên tới 350 chìa hoặc tối thiểu là 300 chìa. Đấy, tổng vừa rồi mới có chưa được 300 chìa. Đấy, chuẩn bị thế là tốt các bạn nhá. Event sinh nhật thì diễn rơi ra trong vòng mình nghĩ là khoảng độ 7 đến 10 ngày nữa là có thôi. Đấy, nó sẽ nhảy chồm vào giữa những cái đợt event, những cái đợt điểm danh một cách bất ngờ không báo trước các bạn nhé. Đấy, giống hệt như lần 2. Đấy là theo dự đoán của mình là như vậy. Đấy, các bạn lưu ý. Một cái hộp tiếp theo là cái hộp mà chúng ta có sự lựa chọn giữa hồn vũ khí của đây là hồn vũ khí của Sion hoặc là 1/3 cái răn đỏ. Về giá trị của hai cái này thì mình có tính toán trong một video nào đó khác rồi. Mình nhớ là hai cái này giá trị là ngang bằng nhau. Đấy. Về vấn đề là cái nào hiếm hơn thì tất nhiên là hồn vũ khí của Sion nó sẽ hiếm hơn là răn, vì nó sẽ chỉ bán giới hạn trong những cái event. Thì các bạn cân nhắc cho mình cái việc đó là lấy hồn vũ khí cái này thì theo mình hiện nay thì cứ để im đấy. Vì chúng ta sẽ có Shion lần 2 và khi đấy lấy hồn vũ khí thì tùy thuộc về mốc kim cương của các bạn tiêu. Đấy, thì nó có cần tiêu hơn hay là tiêu kém thì chính là nhờ cái này nó có thể gọi là tùy biến được. Đấy, mình lấy ví dụ như các bạn mà chỉ cần 7.000 kim cương chẳng hạn đấy, ví dụ thế nhá, đã đạt được ăn được even tiêu kim cương rồi đấy và lấy đủ mảnh luôn rồi thì không cần mở cái này nữa, thì các bạn mở cho mình cái này. Còn các bạn tiêu 7.000 rồi ấy, mà vẫn còn thiếu mảnh hồn vũ khí mà đã đạt chỉ tiêu kim cương rồi đấy. Đấy thì các bạn vẫn thiếu thì các bạn lấy cái chỗ này các bạn bù vào số mảnh nó thiếu. Đấy. Để trả cái để gọi là dự phòng các bạn nhá, dự phòng. Phím đỏ này thì nó mở ra đi cho đỡ ngứa mắt này. Rồi, đây là mảnh tư chất 13 thì các bạn mở thoải mái đây. Đây là mảnh tư chất 14 tự chọn các bạn ạ, mở ra cho đỡ ngứa mắt. Đấy, tổng 85 mảnh. Còn đây là hồn vũ khí Billy hoặc là viện trợ Billy. Cả hai con này mình nói thật đều không dùng. Bạn nào mà dư vàng một tí thì có thể dùng viện trợ Billy cũng được, tạm thời thay thế cho cái viện trợ số 3. Đấy, nếu như bạn mà chưa có viện trợ. Đấy, sử dụng viện trợ Robert trong trường này mình thấy là vô dụng các bạn nhá. Đấy, anh em nào mà chơi thì có thể Robert chỉ có viện trợ nữ thôi. Đấy, và ít nhất team phải có 2 nữ thì mới phát huy tối đa tác dụng. Đấy, còn đâu một nữ, team này không có con nữ nào bạn thì cho anh này là vô dụng, cháo nghĩa nhỉ. Mình thử trên rồi xem có cái gì không. Đấy, không có con nào các bạn ạ. Đấy, nên là thôi không làm gì được nhá. Đấy, change formation là xem thông tin. Thay đổi gọi này. Đấy, không có, chưa có nào unlock cả các bạn ạ. Đấy, nên là anh em nào mà có ông gọi là đành dùng thôi. Thôi mình nghĩ ở đấy chơi viện trợ Billy còn tốt hơn. Đấy, tốn khoảng 10 triệu vàng thì nó sẽ tốt hơn. Robert này nó hơi vô nghĩa. Nhân tiện nạp phải check cho công ý mọi chỗ luôn. Cái này thì dần dần nó đầy mà mình nhớ 300 hộp này rồi. Ở đây là cái đồ tăng đẳng, không quan trọng lắm. Mở luôn hết cỡ đi, đỡ rối mắt. Hỏi nhau các vật phẩm khác thì nó lại càng kém quan trọng hơn thì các bạn để nhiều mở được. Đây cái này để nhiều. Cái này cứ nhiều mở nó ra hồn hiệu sách ấy. Vé quay cả phim cương mới đèn tí đấy. Đấy. Cái này thì các bạn mở cho mình các cái dương này thì các bạn có sức cứ mở hết ngày nào cũng được nhá. Mình thì để cục to này mở. Đấy, đỡ mất thời gian. Những mười mấy hộp này thì ngày nào nó chả khó. Còn cái này thì các bạn lưu ý mở cho mình khoảng 8 đến 10 hộp một ngày. Và các bạn lưu ý chỉ thế thôi thì nó mới có tỷ lệ đẹp như thế này được. Đây là cách kiếm mảnh vạn năng mình nói thật là bí mật của nhiều người này. Đấy, chia sẻ với các bạn nhá. Chỉ mở dưới 10 hộp nhá, tối đa 10 hộp. Các bạn nào mở hơn nó ra số xấu đừng có chớ trách. Đấy. Còn đâu câu nào không mở nhá, câu nào mà không mở nhá, để đến hàng nghìn hộp mình nói thật là lười lắm các bạn ạ, sợ mở lắm. Còn đâu mà các bạn mở từng một hộp 12 hộp một thì nói thật hết ngày, đúng không? Tôi không hầu được câu. Đây là mảnh tinh chất 13 tự chọn vừa lúc ấy mở ra. Đấy, mảnh tinh chất 11 ở tinh chất 12. Đây là tư chất 11 12 chẳng nói viện trợ các bạn ạ. Có chung người dùng cũng được nhưng mà 11 12 mảnh nó không giải quyết được vấn đề nên là mình chưa mở làm cái gì hết. Đây mảnh tinh chất 14 cũng vừa mới chọn xong. Đấy, các bạn nhìn nó chọn thoải mái luôn. Kể cả những võ sĩ rất mới cũng được update vào đây rồi. Đấy. Thôi nhá, còn những cái vật phẩm khác thì các bạn để cục to hơn nữa đánh mở. Chứ mở bây giờ nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Rồi xong rồi đúng không? Thế là ổn đấy các bạn ạ. Top server đấy. Cái S72 các bạn ạ. Làm trận sau đó thì té nhá. Này là cái mà S72 mà đã lục môn thần bài, tư môn xu này, sợ thật đấy các bạn ạ. Và một con công, một con thụ đúng không? Đấy, một con đứng trên, con đứng dưới, nhưng mình nói thật chỉ thua mỗi thằng LT thôi, đâu đánh hết cả server. Đây, mình đánh với các bạn gần nhất đấy. Server này mà không có cái thằng bá đạo, cái thằng LT này, thằng PK này thì mình nghĩ là phải top 1. VIP đâu phải thấp. Và quan trọng là nâng chuẩn. Đấy, thần bài nâng đến gọi cái mức gọi là chuẩn mực. Shunai cũng là một con ăn học đầy đủ, cũng nâng đến cái tầng chuẩn mực. Hai con đều ngon, nó đều ung thư, đều nâng đúng chỗ. Đấy, thành ra là top cao. Chứ còn về lực chiến nói thật thì cũng không hơn được mấy người. Chủ yếu uy chuẩn là một, hai là uy chuẩn là một này, hai là gì ấy, uy chuẩn là một, hai là update môn đúng con. Chứ mình nói thật ác này mà dồn lực update lục môn Istik với lục môn Trang Gu như mình thì thôi mình thật toàn lâu rồi. Rồi Nên là tùy từng cái máy nâng khác nhau các bạn ạ. Mình cũng không nói là mình nâng lục môn Tengu và Shunai là chuẩn 100% đâu, nhưng mà mình không hối hận các bạn ạ. Ok. Biến hình xong thì Tengu auto có độc siêu, nghĩa là lần nào cũng được hồi 17% máu luôn. Rồi, Tengu bên đôi bạn biến hình rồi. Các bạn nhìn này, tứ môn của Shunai đánh thấm nhà, hồn vũ khí rồi đấy. Ác này buộc phải cho Isik lên trước, để thần bài lên trước thì giờ thật ra cũng được thôi. Mình nghĩ ạc này để thần bài trước sau thì đều được hết. Chả qua là có Tung và có Tengu rồi, chơi hai tanh thầm này là đẹp các bạn ạ. Và mình nghĩ sau lại thế thôi, ba tanh thì nó lại thiếu đam. Đấy, đấy nó lại thiếu đam các bạn ạ, thừa phòng thủ thiếu tấn công. Đấy, mà một tanh thì lại thiếu đam, lại thiếu phòng thủ nhiều quá. Hai tanh chia nhau ra là được. Đấy, thì ba tanh thì thừa phòng thủ thì sao, càng tốt thì sao, nhiều bạn sẽ nói thế, nhưng mình nói thật là thừa phòng thủ nghĩa là bạn sẽ thiếu hỗ trợ. Đấy, thì cái con đấy mình nghĩ là để với vị trí hỗ trợ ngon hơn. Cụ thể trong trường hợp này thì mình thấy rằng là kiếm một con nữa. Đấy, như là nói chung là tạm ổn rồi đúng không? Con hỗ trợ nữa cũng được, lấy thêm một con Athena về hỗ trợ cũng được. Đấy, chứ Tung thật ra nó không phải là tanh thuần các bạn ạ, nó cũng là con đả hỗ trợ thôi. Đấy, giờ thì nó có thể nó khá là cứng, nhưng trong tương lai thì chắc là cũng không cứng nữa đâu. Xion về thấy bớt cứng nhiều rồi. Xion đối phương không giết được đâu. Thôi nhá, ạc này thực ra lần trước đăng bán rồi, có video check anh em rồi, thua mỗi thằng PK thôi, còn đâu là giữ vững vị trí. Nhưng mà trong đợt tới khi mà Rap và Athena ra mắt thì mình nghĩ rằng chắc chắn cái cục diện này nó sẽ thay đổi đi, chứ không có chuyện là thắng suốt như này đâu. Thua mỗi thằng PK mà ông đừng cố ông gì đánh nhầm cái gì, cố nó hơn đến 500k lực chiến thì gấp rưỡi lực chiến thì còn đánh làm sao được mà cố. Đấy, thì các anh em lưu ý nhá, cuộc chơi hơi bỏ vào PK mà chơi. Đấy, chứ còn ạc này mình thật là sẽ bị lung lay top đấy. Đấy, Athena là mình nghĩ ạc này không cần lấy về. Đấy, nó không giải quyết được vấn đề. Rap lấy về ngon hơn. Đấy, thì các bạn ông nào chủ ạc này thì lưu ý. Đấy, sẽ có sự thay đổi tốt đấy. Và Athena về mình nghĩ là bên đối phương vớ vẩn là sẽ có người gọi là có tỷ lệ thắng được đấy. Đấy, chứ đâu ạc này vẫn sẽ có lợi thế thôi. Thôi video tạm thời dừng lại đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên để lại like, subscribe cho kênh YouTube của mình nhé.